trông nuôi con thật khó, ôi sao là bao thứ lo mà các cô con của trông không ai giống ai hết. Na 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 na, mà xa mình còn phải làm sao nữa đây, vì các cô con mà xa sang tránh vô cùng khổ khó. Tính cô điều hoàn là thật cá tính luôn, làm cả trông hoang mang lo từng lúc mất chân. Please tell me what can I do. Dù thế hoa mang chỉ con mà xa thương để trả lời mong mơ làm ta tôi nhưng mà ngoan phép với giờ lắm xin dành riêng yêu thương cho biết cha. Ngày mai mang cho em những điều mới, những điều tốt, những niềm vui hân hoan cả vàng bước qua những ngày mưa gió, những ngày nhớ hãy sống là chính em. Người đi một nửa hồn ta mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Người ơi mau về đây ghé lại xong rồi đi. Người ơi Năm! Ôi trời ơi, cái gì vậy con? Na Năm bày đặt hát nữa ta. Trời ơi, quán cà phê mà có ghế 4 ngồi luôn. Con á là con hay làm mất nguồn cảm hứng của Năm lắm á nha. Con kỳ vậy đúng hả Năm? Chứ còn gì nữa, con tự coi lại mình đi đó. Trời ơi, gì đâu á. Chán hết sức, lại đâu về rồi ghé ngang đây uống gì không Năm làm cho. Uống trà đá. Trà đá đừng rót đi. Năm này. Ừ, để cho Năm tận hưởng trên chiếc ghế êm ái này chút xíu coi. Ôi con, bữa giờ á ba con có gọi về không? Có. Có hả? Có. Rồi ba con nói sao? Ba con như thế nào rồi? Ba con có hỏi. À thôi con nói đi, con nói đi. Ba con gọi về nói gì, nói đi. Năm hỏi nhiều quá con không trả lời kịp luôn á. Ba con gọi về, ba con nói là ba con rất là khỏe, về này nào á ba con cũng đi chơi với dì Nhu hết trơn á. Tôi biết chắc là có cái câu trả lời đó mà. Chứ giờ ổng đi với bả ra tới đó rồi, ổng đi với bả thì đi với ai? Tôi biết rằng sự thật đó là như vậy, nhưng mà tôi vẫn trông ngóng chờ đợi mỏi mòn. Ngồi đây như hòn giọng phu vậy đó. Còn người ta thì tung tăng vui vẻ bên người ấy. Cuộc đời sao nó trớ trêu. Trời ơi, trời ơi, tôi chết, tôi chết. Thất tình. Cái gì vậy? Không, hết rồi mình. Trời, vui quá. Hai vợ cháu mình kể chuyện vui. Vui. Con chứ phải ba con đâu. Kỳ cục quá. Ủa sao nay bé Hai không đi uống cà phê? Không có quán nào bán hết. Cái gì kỳ vậy? Sài Gòn thì thiếu gì chỗ bán cà phê? Có nhiều quán bác Hai biết, nhưng mà bác Hai có cái gu là uống quán nào là quen quán đó, mà quán đó bên nay không có bán. Quán nào vậy bác Hai? Quán gì Năm á. Cái gì kỳ vậy? Nãy con đi ngang con thấy quán gì Năm bán mà. Bác Hai điện thoại sáng qua nó bán nghỉ. Đâu có, có bán. Có không? Có. Còn không có gạo bác Hai chứ. Con không gạo bác Hai. Ừ. Hai đâu vậy? Cà phê. Hết bán rồi. Thấy chưa, tao nói thấy tao vậy cái tôi phải cứ giỡn hoài. Bác không. Hai lớn rồi nha. Hồi nãy có bán mà bây giờ thì hết bán rồi. Sao kỳ vậy, sao bác Hai điện thoại bán nó mà không có bán là sao ta? Con đâu biết đâu. Sao kỳ vậy bà này, sao ngổ nha. Bà bé Hai, con nói bé Hai nghe này nè. Nãy đi con đi ngang á,
con thấy dì Năm buồn lắm. Hình như á là thất tình á. Sao con biết thất tình? Cử chỉ của bà sao mà con biết? Con nhìn là con biết liền à. Trời ơi dì Năm ha, dì Năm khóc lóc thảm thế lắm kìa. Không mà hả, không tức tuổi luôn á, con thấy mà con đau lòng luôn á. Nhưng mà ha, con nhìn là con biết dì Năm thất tình ai luôn á. Sao mày giỏi quá. Thì biết thì nói luôn đi, ai? Ba biết ai không? Tao biết, tao hỏi mày chứ. Ai? Ba con chứ ai? Ba hả bác? Ba! Trời gì mà bác nữa, ba con chứ ai? Con biết ngay là dì Năm thất tình ba con luôn á. Dì Năm thương ba con lắm. Mà bây giờ ba con không có nhà. Chứ ba con là có nhà ha, là con kêu ba con qua an ủi dì Năm liền luôn á. Tội nghiệp dì Năm lắm. Kỳ vậy ta? Tại sao lại là ba con? Nhưng mà vậy đi. Dạ. Con thấy có được không? Cái gì được quét hả? Ba con không có nhà. Dạ. Thì dì Năm đang buồn. Dạ. Thì bác Hai có thể thế ba con qua bệnh an ủi dì Năm được không? Con thấy được không? Bác Hai hả? Thì cũng như anh em mà, không có ổng thì có tao. Bác Hai. Chứ ai? An ủi thôi, không có làm gì hết á. Hên xui đi. Thì ba con là ba con, bác Hai là bác Hai. Đúng. Hai người nó không có liên quan gì nhau hết trơn á. Mặc dù á, con biết á là bác Hai đẹp trai hơn ba con. Cái đó con thấy. Cao to hơn ba con. Người ta biết hết rồi. Mà dì Năm không có thương bác Hai, dì Năm thương ba con. Bởi vì con nói hình như chắc là tình yêu á, mình không có quan trọng về bề ngoài đúng không bác Hai? Bậy, còn nhỏ quá không có biết cái gì. Đừng có phân tích mấy cái đó là bậy. Phải quan trọng chứ con. Người phụ nữ người ta nhìn cái vẻ bên ngoài, người ta mới đánh giá được cái bên trong. Tại vì sao? Dù sao cái mác của bác Hai cũng lớn hơn cái mác của ba con Việt Kiều nghe mày. Không, nhưng mà con thấy hình như nó quan trọng vì tâm hồn hơn đó bác Hai. Tâm hồn là điều quan trọng nhất. Alo. Tôi biết rồi, tới liền. Thôi con đi nha bác Hai. Bye bye bác Hai nha. Ngoại hình, tâm hồn, chuyện nhỏ, mình đã có cách. Vì mình là bản sao của ông Thọ mà. Sao giống robot quá. Nhớ thằng Thọ nó đâu có phải đi kiểu đó đâu. Giống không ta? Sao kỳ vậy ta? Sao nó đi cái gì, cái kiểu gì đó? Nó vậy không? Xấu vậy, xấu lắm. Xấu. Bé Hai. Gì? Làm gì tự nhiên nay mặc đồ của ba con vậy? Thì anh em mặc đồ chung có sao đâu. Hồi đó giờ mặc đồ chung hoài có gì đâu còn thắc mắc mấy đứa này. Ủa? Nhưng mà bé Hai nói ba con mặc đồ quê mùa mà sao tự nhiên nay mặc đồ của ba con? Mấy đứa bây giờ không có hiểu gì hết trơn hết trời. Ba con á không có ở nhà, đúng không? Rồi bác Hai mới lấy đồ ba con mặc để cho mấy đứa thấy hình tượng của ba con lúc nào cũng... Thì tụi con không bao giờ quên được hình bóng của cha già. À hả? Đó là bác Hai tạo lại cái hình tượng của ba con ở trong nhà này. Chứ còn bác Hai mặc đồ của ổng sao bác Hai thích được. Phong cách của bác Hai khác, ba mày khác. Nhưng mà nó thiệt chứ mấy đứa nha. Nhắc tới ba mày tao giận. Giận lắm luôn. Sao giận nữa bác Hai? Tao lâu về thăm gia đình thăm ổng, bỏ tao nhà vậy đó. Rồi đi mua. Mua cái gì? Không có cái gì ra cái gì hết. Mua đồ về không ai mua, không bán không ai mua hết. Làm những cái chuyện gì đâu không à. Càng ngày càng lớn tuổi càng thay đổi, không hiểu được. Chuyện này về đó biết tao. Tao về mới về nước tao còn nhịn đó. Hồi nhỏ tao đập nó hoài gì. Ôi, bác Hai này ba cũng đi làm ăn mà. Thì làm ăn biết, nhưng mà đâu có phải là đi rồi bỏ bác Hai nhà không có tâm sự anh em lâu lâu gặp lại. Tánh tình của nó thay đổi không giống ngày xưa. Thôi được rồi, bây giờ con nè,
con đại diện ba con tâm sự với bác Hai luôn nè. Rồi bác Hai nói đi. Nói thì nói thôi chứ con, ba mà về cái này tao nói một câu là tao về bển rồi, tao không có nói nhiều nữa đâu. Tánh tình ba con sau này như thế nào cho bác Hai biết thôi. Bác Hai muốn con phải giải thích là cuộc sống của ba con hiện nay là như thế nào. À, là buổi sáng ba con có còn ăn cháo không, rồi buổi trưa ba con ăn cái gì, rồi buổi chiều ăn cái gì, buổi tối ngủ ra sao, nhiêu đó thôi. Buổi sáng ba con vẫn ăn cháo giống như xưa. Ăn cháo xong ba con ra tiệm điện. Buổi trưa con biết tại vì con đi học. Tiếp tục. Buổi chiều ăn cái gì? Ăn cơm. Ăn cơm xong ba con đi uống cà phê. Mà uống cà phê là phải uống cà phê quán Bà Năm. Chắc. Cà phê Bà Năm. Cà phê Bà Năm. Chỉ có bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, không cần thiết khoai hỏi nhiều. Con biết rồi. Biết cái gì? Thôi Bác Hai với con á cũng thân thiết quá mà. Trời ơi. Mình có gì đâu phải giấu được bác giấu Hai. Giấu gì gia đình chứ. Đúng giấu rồi bác Hai mà. Dạ có bác Hai mà. Có gì bác Hai cứ nói thẳng ra, không cần gì phải giấu hết. Con giúp được gì thì con sẽ giúp. Chứ có gì bác Hai phải giấu con làm gì, đúng không? Đâu có giấu con. Bác Hai thích Bà Năm thì bác Hai cứ nói Bà Hai thích Bà Năm. Chứ bác Hai thích Bà Năm mà bác Hai im vậy sao con biết được mà con giúp? Ừ, con nói bậy. Sao bậy? Bà Năm là cái gì? Bà Năm là Bà Năm. Bà Năm là cụ bắp. Bà cụ bắp. Ba con, chỉ có ba con mới thích Bà Năm thôi. Bác Hai Việt Kiều mà, tại sao phải thích cái bà bán cà phê? Bác Hai bây giờ đi ngang qua một cái bông huệ cúc hồng lan 18-19 thôi, nó bu nghẹt hết. Tại sao mà đeo Bà Năm để cho ba con coi thường bác Hai? Anh em không thể nào bích lòng với nhau. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ. Vậy á mà con cứ tưởng á bác Hai thích gì Năm thì con hả con giúp bác Hai. Mà giờ bác Hai nói vậy thôi con đâu có gì để giúp nữa. Thôi con đi. Đứng lại. Ngồi đây. Nói chỗ đã. Phân tách chỗ đã bỏ tao mày đi à. Ủa chứ bé Hai nói bé Hai không thích gì Năm. Mày điên rồi. Có ai thích mày nói đâu. Mày khui ra chỗ đã. Mày chạm đến trái tim tao. Mày bỏ mày đi à. Mày thấy đi. Bước ra. Mày bước ra khỏi đi. Tao thách mày đó. Nói lo. Con biết mà. Bác Hai thích gì Năm như vậy. Bây giờ sao? Còn ba mày sao? Kỳ lắm. Con nói vậy thôi chứ sao con không giúp bác Hai được, đúng không? Nhưng mà ba con anh em mà bích lòng. Không, nhưng mà bác Hai phải. Nhưng mà ba con thương mà Năm rồi. Bác Hai mua cho con cái gì? Con thích cái gì? Nói đi. Bác Hai mua cho. Nói ai hết. Mấy cái này con nói vậy thôi chứ làm sao con không giúp bác Hai được. Trời ơi, bởi vậy mấy đứa này trong nhà này thương có con. Nhờ bác Hai phải cho con ăn nha. Con không thích cái gì. Bác Hai về mua cho con chiếc xe. Con trả tiền cho mua cho chiếc xe. Dạ. Yeah. Con nói bác Hai nghe này nè. Sao? Dì Năm thương ba con. Rồi. Nhưng mà ba con không có thương dì Năm. Ba con lại thương dì Nhu. Cho nên bây giờ bác Hai thích dì Năm đâu có sao đâu, đâu có liên quan tới ba con đâu. Bác Hai cứ chinh phục cho con, chinh phục đến khi nào mà dì Năm thích bác Hai thì thôi. Chứ ba con đâu có lại cái vấn đề cản trở cuộc tình của bác Hai với lại dì Năm đâu, đúng không? Bác Hai không có việc gì phải lo hết. Có con sẽ giúp bác Hai, đúng không? Vậy bác Hai phải mua cho con chiếc xe. Chuyện nhỏ, nếu con nói vậy bác Hai rất là tin tưởng lời nói của con. Thôi thì con làm sao con làm. Con tính làm sao đó cho nó vui nhà vui cửa đi. Rồi xe bác Hai lo. Nhớ mua xe cho con nha. Chuyện nhỏ. Xe ở đây thì không có. Ba bánh thì đây.
Trời ơi, xem chút mất mạng con. Cái gì mà Năm giật mình chứ Năm. Ơi, nước sôi nha. Trời ơi, con thử coi. Con đang say mê làm việc mà có một người hét bên lỗ tai con coi. Con có mất hồn không? Con có tin quan trọng báo Năm nghĩ nè. Gì? Ba con. Giang ơi! Hả? Trời ơi, ba con về hả? Dạ, ba con về rồi. Thiệt hả? Dạ, ba con về tối. Trời ơi, tối mà giờ mới báo Năm biết hả? Con quên. Rồi, đây. Con làm gì vậy? Trời ơi, may quá. Cà phê Năm mới pha xong nè. Không cần đâu, ba con về. Ba con không thích cần uống cà phê đâu bây giờ. Năm qua liền đi, nhanh lên Năm. Không. Đi nè, cà phê Năm mới vừa pha xong. Thôi, đây nè, Năm sửa lại chút xíu đúng ý anh Thọ luôn nè. Ừ, thôi, rồi. Năm pha rồi qua nha. Thôi, để con đây con canh quán nha Năm ha. Đúng rồi. Trời ơi, anh Thọ thèm cà phê của Năm lắm cho nên mới quay về sớm để uống cà phê đi nè. Năm đi nha, coi quán giùm Năm nha. Dạ, dạ, để con quán cho Năm. Bởi vậy anh em tâm tình khác nhau. Vậy không đáng đeo theo phong cách của ổng thì sao? Về mà không nói gì người ta gì hết trơn à, thì ghét. Sao vậy? Sao tự nhiên là ông vậy? Vậy vậy là ai? Thì nãy giờ là tôi mà. Ông Thọ đâu? Sao lại vậy? Ông Thọ là sao? Ông Phước là sao? Ông nào cũng là ông. Ông nào cũng là ông là sao? Ủa mà sao kỳ vậy? Sao tự nhiên hôm nay ông ăn mặc phong cách giống y như ông Thọ vậy? Có gì đâu mà khó. Không có phong cách gì hết. Anh em, cái gen giống nhau thì mặc đồ giống nhau cũng đâu có sao. Sao không sao? Hồi nãy làm người ta tưởng đó. Vậy mà kêu không sao à? Ủa, nhưng mà ông Thọ đâu? Ông Thọ đâu? Ông về rồi mà. Ông về hồi nào? Con Thục nó mới nói với tôi tức thì ông Thọ đã về rồi. Cho nên á, tôi mới vội vàng pha ly cà phê cho ổng đây nè. Tôi biết á, là ổng đi lâu nay, ổng không uống được ly cà phê tôi pha. Chắc là ổng sẽ thèm dữ lắm đây nè. Tôi phải đem qua liền cho ổng. Ổng đâu? Bây giờ không có ông Thọ, có ông Phước được không? Được không? Phước là Phước, Thọ là Thọ. Là sao khó tính vậy? Thọ là Thọ thôi hả? Phước không được à? Không! Nhưng mà rất tiếc ông Thọ không có ở nhà. Vậy thì đi về. Thọ về hồi nào mà sáng sáng qua mừng rỡ? Ai nói ông về? Tôi nói không có ông Thọ ở đây, tôi đi về. Tôi không ở đây. Mà tôi mới nghe bà nói là ông Thọ ông về, đúng không? Đúng. Ai nói? Ai nói ông Thọ về nhà này? Ông Thọ đi chưa có về. Trời đất ơi, ông có bị sao không vậy? Từ nãy tôi nói rồi, con Thục nó chạy qua quán cà phê của tôi, nó nói với tôi là ông Thọ về, cho nên tôi mới vội vàng pha đi cà phê đem qua cho ổng. Ông nghe rõ chưa? Hiểu, tôi hiểu chứ. Tôi lớn rồi, tôi Việt Kiều về mà. Làm sao những cái chuyện linh tinh mà tôi không hiểu. Mấy đứa nhỏ chắc nó lầm thôi. Nó lầm tưởng là, à đúng rồi, hồi nãy tôi có mặc đồ của ba nó. Nó sớm sát, nó nhìn nó tưởng ba nó về. Rồi nó qua, rồi nó báo tin. Thì có gì đâu, bây giờ không có Thọ thì có Phước. Thì không có Thọ uống cà phê thì đưa cà phê cho Phước uống. Anh em với nhau, có gì đâu mà phải ích kỷ, đúng không? Không, 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 nhất định là không. Vậy thì bưng ly cà phê về bệnh uống đi. Không cần đuổi. Sao? Đúng là đàn bà cương quyết, một là một,
hai là hai, chung thủy quá được. Nhưng mà tôi khoái, tôi khoái cái dạng đó. Qua phải có lại chứ. Ai kiếm bác hai? Ấy đâu? Ấy nào? Đối tác bác hai. Ủa, bác hai đợi đối tác hả? Ừ, không. Có con được không? Bác hai, mà sao dạo này con thấy phong cách bác hai lạ quá vậy? Ừ, nó không có như bình thường. Ý con nói mà nó hay sao? Nó giống phong cách, nó giống ba con. Thì anh em phải giống thôi, cái gen. Cái gen gì? Nhưng mà hồi đó lúc bé hai mới về nước, bé hai nói là ba con ha, phong cách nhà quê, phong cách cổ hủ, phong cách không có hiện đại, phong cách gì á, xấu xí gì đó. Sao tiện giờ bé hai bắt chước phong cách của ba con? Thì lúc trước về thấy ba con mặc đồ thì bác hai thấy nó không phù hợp. Nhưng mà bác hai ở một thời gian rồi bác hai mới thấy là thị hiếu bây giờ người ta thích cái kiểu của ba con, cho nên bác mặc đồ giống ba con có gì đâu anh em mà. Không, con thấy trong cái chuyện này nó không có được bình thường, nó có cái vấn đề gì có bộ đồ không mà không bình thường gì, nó giờ mày nói nặng nha. Hình như là có bé hai nghe lời ai mà bé hai thay đổi phong cách đúng không bé hai? Bé hai muốn vừa lòng ai đúng không? Bé hai muốn chiều theo ý người nào đúng không? Rồi bé hai mới thay đổi phong cách vậy đúng không? Đúng không? Đúng không bé hai? Thôi. Mày nhỏ mày nói nhiều quá. Con nít Việt Nam bây giờ sao nó nói nhiều quá? Ủa mình nói nhiều lắm hả? Mình nói cũng đâu nhiều lắm đâu. Mình như trong cái chuyện này nó có cái vấn đề gì nè. Trời ơi, cái gì vậy? Ai mà để cái ghế giữa đường vậy không biết. Tôi chứ ai, quán của tôi là tôi để chứ ai, sao trách mất gì kỳ cục vậy? Trách là trách ông á, đi không có dòm đường dòm xá gì hết trơn à. Rồi có làm sao không? Nữa rồi đó, ăn mặc kiểu vậy nữa rồi đó. Nè, ông Phước, tôi nói rồi, ông mặc đúng với cái những gì sở thích của ông và cái thời trang của ông đi. Ông cứ lấy đồ của ông Thọ ông bận vô làm chi vậy? Tự nhiên là làm cái bản sao của ông Thọ chi vậy không biết nữa à. Bản chính, tôi cần cái bản chính. Bản sao không có giá trị gì hết, hiểu chưa? Khổ quá à. Tôi biết chuyện đó, tôi cũng muốn bản chính của tôi chứ tôi đâu muốn thay đổi hình tượng của ai. Nhưng tôi thấy làm như nó không xi nhê. Tôi thấy hình tượng của người ấy nó nặng hơn tôi nhiều. Vì vậy tôi muốn thay đổi phong cách và hình thể coi có lay động được lòng ai đó không. Chứ bộ đồ này, phong cách này đâu có phù hợp với tôi. Xa quá, cách nhau xa lắm. Cho ai đó bớt buồn. Chứ tôi đâu có muốn gì hơn. Ông Phước, thôi được rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà tôi có một cái yêu cầu vậy nè. Hình ảnh của ông Thọ là một cái nỗi đau của tôi. Chính vì vậy á, ông càng làm như vậy á, ông càng làm tôi đau hơn chứ không phải làm cho tôi vui hơn đâu. Giờ ông hiểu chưa, tôi nói vậy rồi đó. Nha. Tôi hiểu. Từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ xuất hiện hình ảnh ông Thọ trước mặt tôi. Đừng bao giờ nhắc tên ông Thọ trước mặt tôi. Tôi yêu cầu bao nhiêu đó, được không? Được. Được thì làm nha. Tôi hứa. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa,
Người ta cứ coi tôi như người xa lạ. Một người đến, một người không đợi, thì tìm ai, ai. Thôi vậy chứ đừng buồn nữa, Lửa ơi. Tôi khổ lắm. Tôi hiểu Lửa mà. Hình bóng của Thọ lúc nào cũng nằm trong lòng Lửa. Vì vậy Thọ phải hiểu một điều là Cái gì vậy hả? Trời ơi, tôi buồn, tôi khổ. Ông lợi dụng tôi đúng không? Lợi dụng bà được cái gì? Ông mới rồi vừa ôm tôi đó. Mập béo gì ôm, an ủi thôi chứ đâu có lợi dụng. Ý tôi nói là tôi muốn mượn hình của ông Thọ để tôi làm cho nó Lửa vui. Nè, từ bây giờ trở đi đừng bao giờ nhắc đến ông Thọ trước mặt tôi, hồi nãy tôi mới nói rồi. Ông nghe rõ chưa? Sorry. Nhớ đó. Thôi được rồi, kể từ giờ này nếu Lửa nói như vậy thì tôi xin hứa tôi không bao giờ đem hình ảnh của ông Thọ đi ngang mặt Lửa. Đi về. Tôi không muốn làm cái gì cho khơi dậy cái nỗi đau của Lửa, đúng không? Tôi chỉ nhắc đến ông. Đi về. Ông Thọ là đi về liền. Không, đúng. Vậy thì không nhắc nữa. Kể từ bây giờ chỉ nhắc ông Phước thôi, đúng không? Chỉ có Phước thôi. Thọ đi chơi. Thọ đi chơi. Tôi mệt ông quá. Phước về nghe Lửa. Kể từ giờ này không còn Thọ nữa. Nữa? Thọ đi chơi. Phước đã đến rồi. Thọ đi đi Thọ. Thiệt tình. Năm biết, biết không năm? Khi con tim yêu đương là chết, chứ đau thương thì năm đã biết cơ sao Phước buồn. Sao kỳ vậy ta? Trên đời này đâu có lý nào mà hai người giống như hai giọt nước vậy. Chỉ khác có một điều là người không có nút ruồi và người có nút ruồi thôi. Tại sao vậy? Lạ quá. Trùng hợp quá. Gì vậy? Đi vui vậy bác hai? Vui gì quá. Chắc là bác hai được lọt vô mắt xanh của dì Năm rồi đúng không? Thôi nghe, đừng có nói bừa bãi nhảm nhí, mà nghe được quá đánh giá tao kỳ lắm nha. Gì kỳ à? Chung hay bác hai yêu dì Năm hả? Không bao giờ. Mấy đứa nghĩ sao mà bác hai yêu bà Năm? Nghĩ sao? Ủa chứ không phải hả? Sao không phải? Thấy tao có cái gì thò mà tỏ vẻ yêu bà đâu mà mấy đứa quyết định câu đó? Thì suốt ngày bác hai cứ ngắm hình xong rồi hát này nọ vu vơ. Yêu đời đó mà. Ừ. Mấy đứa không hiểu bác hai. Bác hai thương người thôi, chứ bác hai không có ý gì với bà Năm hết á. Ủa là sao? Thì mấy đứa hiểu rồi, hình bóng của ba con lúc nào cũng lảng vảng trước mặt bà. Bởi vậy khi không có ba con, bà là như người mất hồn. Bà bưng cà phê bà đổ đầu khách hoài. Tội lắm. Bà làm như không còn nghĩ cái gì cái quán nữa. Hình tượng của ba con là nằm trong trí óc của bà. Còn bác hai là cái tánh thương người, muốn làm từ thiện. Thấy bà là con người mất hồn vậy thì bác hai có cái tánh về thì giúp người thì lấy đồ của ba con bác hai mặc cho giống ba con, rồi qua bển tìm những cái chuyện gì vui nói chuyện cho bả, cho bả bớt bị thần kinh. Bả sắp bị thần kinh rồi. Trời bác hai biết mà, chứ làm sao bác hai thương bả được. Con dòm bác hai, con biết phong cách bác hai, cái mã của bác hai và cái hào hoa của bác hai thì cỡ 18-19 đeo bác hai, chứ còn cái bà Năm đó thì chỉ là một người phụ nữ bán cà phê bên dĩa hè mà thôi. Coi khách nào lại kiếm vậy, chứ bà Năm đó thì bán cà phê ngon lắm. Cà phê ngon không? Ngon trời ơi, uống ngon không lắm, có cà phê này.
nó bận thần, sáng mà không có ly cà phê của Năm đem qua là tôi bận thần, không có làm ăn gì được hết á. Ông anh nhìn cái ly cà phê này nó đen thui như vậy đúng không? Trời ơi, cà phê là cà phê đen, phải đen thôi. Đúng rồi. Ông nhớ nha. Sợ cái gì nhớ. Một ngày nào đó ông sẽ đen thui y như cái ly cà phê này vậy đó.